Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Tất tần tật thông tin về cái chiếc Yamaha EZR3 2021 sắp được ra mắt. Nhiều điều đáng mong đợi. Cái chiếc Yamaha R3 hay được biết đến là R25 2021 hoàn toàn mới đang được giới truyền thông nhắc nhiều nhất hiện nay. Dự đoán sẽ được thay đổi trong thời gian sắp tới. Đối đầu trực tiếp với Kawasaki Ninja ZX25R 2020 là một trong những bài toán mà hãng Yamaha đang giải đáp. Từ việc kết hợp thông tin từ rất nhiều cái luồng tin tức khác nhau và phân tích của rất nhiều luồng cái phương tiện truyền thông về khả năng cái chiếc Yamaha R3 hay được biết đến R25 2021 hay là mới sẽ được ra mắt như sau. Cái có động cơ vẫn là có động cơ 2 xăng như trước, nhưng bộ phận đánh lửa sẽ được thay đổi để thành trục kiểu nằm ngang. Nó sẽ dẫn đến khả năng tăng tốc của xe tuyệt vời hơn hơn bao giờ hết. Đó là nguyên tắc tương tự như cái phần động cơ của những mẫu xe hiện đại ngày nay, như là phiên bản MT07 hay là MT09. Rất có thể hệ thống van biến thiên VA sẽ được bổ sung thêm để giúp cho nó có khả năng tăng tốc tốt nhất ở những lộ quán tính và mọi khu vực tốc độ khác nhau. Dự kiến sẽ được trang bị cho mình một cái tính năng là Twister giúp chuyển số lên và xuống mượt mà không cần bóp còi, bao gồm rất nhiều cái tính năng như cái bộ nồi chống trượt Leblus. Và có vẻ như chúng ta cũng có thể nhìn thấy nhiều chiếc lái dành hơn cho cái chiếc Yamaha R3 hay là R25 2021 này có thể bổ sung thêm một cái van tiết lưu điện. Về mặt hình thức thiết kế của chiếc Yamaha R3 hay là R25 2021 dự kiến sẽ mang cho mình phong cách tương tự với người đàn anh R6 2020 hiện nay, trong là bóng bẩy và sắc nét hơn. Về mặt khung sườn, chiếc xe cũng được thay thành cái khung Delta Sport cũng như cái cấp sau hoàn toàn mới. Tuy nhiên những thông tin này chỉ là những thông tin dự đoán, người hâm mộ phải chờ ít nhất từ 1 đến 2 năm nữa. Nhưng chắc chắn một điều rằng Yamaha không để dễ bị Ninja ZX25R 2020 độc bá trên thị trường trong cái phân khúc là 300cc hiện nay. Novadas 125 lên cái dàn chân kịch độc khiến người xem tá hỏa. Novadas là một trong những cái dòng huyền thoại hai thì lừng lẫy một thời trong những năm 2000, được rất nhiều biker ưa chuộng yêu thích bởi sở chơi mình hút chén phong cách độc đáo, toát lên được sự gọn gàng không kém phần cứng cáp. Với thời gian dài như thế, đến tận hôm nay đã có rất nhiều người hồi sinh cái dòng xe này ấn tượng bằng việc chắc lên những món đồ chơi cực chất, dẫn chứng là cái chiếc Novadas đồ kỹ hôm nay. Xem tổng thể thấy con chiến mã khoét cho mình một bộ áo đậm cái chất thể thao với nhiều gam màu khá là bậc. Đi cùng đó là những món đồ chơi kiện trái trị được cắt lên xe một cách hợp lý, mang lại cái sự hấp dẫn mạnh mẽ, hiệu năng cũng tăng hơn đáng kể. Tiếp đến là cái sự hiện diện của cụm tay thắng Rainbow đi cùng với dòng Allen. Đây là dòng tay được thiết kế sắc sảo trong từng chi tiết. Việc trang bị cái dòng tay Rainbow giúp ổn định kiểm soát phần tốc hơn, lực bóp cũng im dịu, dứt khoát hơn bởi piston lớn áp sức dầu cũng mạnh. Nó còn được trang bị cái nấm chỉnh khoảng cách xa gần theo trước tay từ mỗi người, đi cùng cái chức năng chống gãy đầy tiện ích. Tay con giúp em xứ xứ đến từ Ý. Mẫu tay này cấu tạo từ nhôm CC cực đẹp, sắc sảo trong từng chi tiết nhỏ. Thay thế cho một đốc nguyên thủy, người chủ đã tạo điểm nhấn bằng một cái bộ bánh cầm niềm nhôm ống ánh sắc vàng cực đẹp. Hệ thống phanh được nâng cấp mạnh mẽ theo Rainbow Bodies. Mẫu hãng này cấu tạo vỏ ngoài từ nhôm nguyên khối nên giá trị cực kỳ đắt. Để tránh hoàn chỉnh lên xe, bắt buộc phải cho con phát nhôm CC chạy máy, độ chính xác hơi là cao. Ở đây ta thấy cái sự hấp dẫn của bộ Titan cực đẹp trong từng khúc đấu nghệ thuật. Việc chơi có bộ bầu giúp nén lại một cái lượng hơi ở bên trong để không bị thọc ga hoặc là mất hơi lúc chỉnh hậu. Tất cả các dòng hai thì đều phải có cổ bộ bầu. Hệ thống cái giảm giáp sau được nâng cấp phục Hardin bình dầu. Đây là một phục có tên tuổi đẳng cấp tế, giá trị cực cao, nên biển số em ấy còn là điều khao khát của rất nhiều người chơi xe. Là do tay phục cứ đứt lớn hơn nên đem lại cái nhìn đẳng cấp hơn, tạo cái sự nổi bật, gia tăng bởi cái gam màu vàng. Phục đáp ứng tốc độ nhún nhảy hợp lý cho mọi địa hình, nên phần bình dầu cũng chứa hai lớp dầu và khí tơ. Khí tơ quyết định cái độ nặng nhẹ của giảm sóc khi đường truyền tải theo kết cấu trượt nén.
Và cuối cùng chiếc xe còn được trang bị cho mình cái sợi sên ống ánh rất sắc vàng cực kỳ tinh tế. Cảm ơn các bạn đã dõi clip này, tiếp nhớ like, share, subscribe.